I am the winner. Are you really? Yeah. Where the other guy? Still he, far away. The guy is not the winner. I cannot believe it. I ran so fast. Oh, really? Why don't you stand in the wood? There was little snow. Yeah, danke schön. But that is so gross here. Mm-hmm. I cannot believe it. The flower hôm nay nhà mình nướng barbecue ở cái nông trại mà trồng cherry á, bây giờ hết mùa rồi, đem đồ nướng ra đây nướng nè, phô mai nè, phô mai nướng cực kỳ ngon luôn, sườn, tôm, salad, cái này là steak, cái này là khoai tây salad. Cái này là bánh mì. Nhum. Mồi bén rồi. Bắt đầu thôi. We start now. You want to start now? Đứng ở trên cái đồi này thì có thể nhìn qua cái đồi bên kia. Cái view rất là đẹp. Hơi bị chói ánh nắng mặt trời cho nên thành ra là không có thấy rõ. Bác ăn gì đó? Bác ơi, ăn gì đó? Con ăn gì nói đi. Ăn gì? Ăn gì không biết luôn hả? Trời ơi. Thì cứ nói đi, ăn bánh. Con ăn bánh. Con ăn bánh. This all not bánh. But this only bánh. Bánh. Bánh chứ không phải bành. Rồi bắt đầu. Rồi, ngồi đây đợi ăn thôi. Drink. À. Hey. But this now this drink is his. Okay. So give it to him. Ở đây mà uống mấy cái nước mà đóng chai như vậy rất là tự tin. Tại vì 100% nó làm từ các thành phần thiên nhiên hết. Cái nói. Yeah. Oh my God! Why did the master? Es muss da vorne sein, weil sonst kannst du nämlich nicht mehr das, weil sonst kannst du nicht mehr aufstehen. Es muss da lassen, dann sonst kannst du nicht aufstehen. I am hungry all day long. Vậy thì ăn nhiều vô ha. Darf ich noch ein? Yes, you can drink. Okay. But... ăn ít thôi con, để ăn barbecue nữa. Ăn bánh rồi, rồi sao mà ăn mấy cái kia. Có giấy nè. You almost bought this one, right? In OP last time. But it's quite dangerous. Yeah.
Yeah, thịt gần xong rồi. Đây là bacon 300. Bacon. Dạ. Mine is not bacon. It's 300. Zieh dir doch nicht so Zeug. Komm her. Komm hier oben auf. Sườn nướng, 300 nướng. Thịt bò nướng. Và sau cái đó là mình nướng tới cái này. Cái này rất là đặc biệt luôn. À. Đây, người nào mà ở Nôn Bẹt thì ăn cái này là đúng bài luôn. À, nó nhỏ nhỏ như thế này nè, con nít rất là thích. À. Ở đây thì thường người ta đi các lễ hội á, thì người ta hay nướng. Hay nướng lên những cái này, xong người ta xẻ bánh mì ra, bánh mì tròn tròn như thế này nè các bạn. Xong rồi người ta bỏ 2-3 cái này vô. Rồi người ta bỏ một là mù tạt lên, hay là cái gì ta? Rafael, lich mir ihr nicht von deine Bengrunde. Hay là sốt cà chua, ketchup á. Max get off.